Kỳ Lăng thực hiện cái túi này một cách hoàn hảo về sự tinh chỉnh, tiết chế và xử lý. Làm sao cho chiếc túi này rất là nhẹ để đồ vào mà chúng ta cầm sẽ không bị quá nặng. Và một cái điểm nữa, rất tiện lợi ở chiếc túi này khi chúng ta đi du lịch, đi công tác xa mà di chuyển nhiều. Thay vì chúng ta phải xách như thế này, thì xách thì mình sẽ xách ở một quãng đường, cung đường mình đi ngắn thôi, chứ xách dài thì hơi mỏi tay. Tại vì cái gì cũng vậy, khi mình xách trên tay một thời gian dài lâu thì mỏi tay là điều đương nhiên thôi. Cho dù cái túi đó như thế nào thì cũng sẽ mỏi. Và cái túi này Kỳ Lăng thiết kế và hoàn thiện theo đúng chức năng sử dụng, gọi là đi du lịch, đi công tác. Vì khi chúng ta đi sẽ di chuyển nhiều thì sẽ mỏi tay, vì vậy Kỳ Lăng thực hiện cái túi này một cách hoàn hảo về sự tinh chỉnh, tiết chế và xử lý. Làm sao cho chiếc túi này rất là nhẹ để đồ vào mà chúng ta cầm sẽ không bị quá nặng. Và kết hợp với một điểm mà Kỳ Lăng nói nãy giờ, đó chính là cái chỗ hai đầu này, hai đầu chiếc túi sẽ có hai cái móc để chúng ta móc sợi dây vào mang đi nếu như chúng ta di chuyển xa, đi nhiều. Trên sợi dây đeo này Kỳ Lăng có thiết kế những cái lỗ sẵn, và những cái lỗ này có chức năng là để chúng ta thay đổi vị trí lỗ để tăng giảm độ rộng hẹp của sợi dây này. Khi mà chúng ta mang, muốn mang dài xuống thì chúng ta xả nới ra, mà muốn mang cao lên thì chúng ta rút lên dây lại. Chỉ việc móc hai đầu vào hai cái phần trên của chiếc túi này thôi, hai cái đầu khóa móc vào đó. Lúc này thì chúng ta chỉ việc là mang cái dây này trên vai và đi khắp mọi nơi, ra sân golf, đi du lịch, đi công tác, chúng ta có thể mang đi và thoải mái tung tăng trên những cung đường mà chúng ta đến. Khi nào chúng ta muốn mang, khi nào chúng ta không muốn mang nữa mà muốn xách để cho lịch lãm hơn, để cho phong thái hơn nữa, thì chúng ta sẽ xách như thế này, và cái dây này chúng ta có thể để bên hông này, hoặc là cầm chung như thế này, hoặc là tháo rời ra và bỏ vào trong túi. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.